Dạ, là cảm xúc là các em rất là vui thì Việt Nam đang dán như một tỷ số đậm và hiệu số bàn thắng đang rất là lớn. Để cái hiệu số đó sẽ giúp chúng ta thay tiến sâu vào vòng trong. Bạn có cảm thấy là ngày hôm nay trận cầu thủ nào thi đấu xuất sắc nhất không? Cầu thủ này sẽ là cầu thủ Hàn Đức Chinh vì anh ta đã có một cú hat-trick vào ngày hôm nay. Mình có đặt niềm tin vào Việt Nam sẽ giành huy chương vàng trong giải? Dạ có ạ. Dạ, chúng ta phải đặt niềm tin vào huấn luyện viên Park Hang-seo. Có thể là làm nên lịch sử cho đội tuyển Việt Nam, UE Việt Nam. Gửi một lời chúc tới đội tuyển U22 Việt Nam. Là cuối thì em xin chúc đội tuyển Việt Nam là sẽ giành được huy chương vàng SEA Games năm nay. Dạ, Việt Nam vô địch. Anh thấy như thế nào về trận đấu ngày hôm nay? Trận đấu ngày hôm nay thì mình cảm thấy rất là hứng khởi. Đội tuyển Việt Nam thi đấu rất là tuyệt vời. Tỷ số hôm nay phản ánh sự chênh lệch của đội tuyển ta với Brunei. Nói chung chúng ta mạnh hơn. Ngày hôm nay thì anh thích cầu thủ nào thi đấu nhất? Hôm nay mình thích Đức Trinh nhất. Đức Trinh đã nói chung là ít ghi bàn trong thời gian gần đây nhưng mà hôm nay anh đã tỏa sáng rất là tuyệt vời. Mình có đặt niềm tin năm nay Việt Nam sẽ huy chương vàng đầu tiên không? Tất nhiên rồi, năm nay Việt Nam chắc chắn vô địch. Mình gửi một lời chúc cho đội tuyển U22 nhé. Chúc đội tuyển U22 Việt Nam của chúng ta sẽ chiến thắng mọi đối thủ và thẳng bước tới trận chung kết để giành huy chương vàng. Cảm ơn anh rất là nhiều. Đó là tường và của sư phạm Thái Quý. Cú chơi bóng của tấn tài, bóng vẫn đi hơi cao so với khả năng kiểm soát của Trọng Hùng. Thành Thịnh! Trung bình cứ 10 phút thì chúng ta lại có một bàn thắng và nó vẫn là những pha lập công của Đức Trình, một pha đánh đầu và lần này là một pha xuống biên ở tốc độ cao của Thanh Thịnh. Pha đi bóng đã bị lộ của Trọng Hùng. Cú sút này, cú đá của Thái Quý. Xuất sắc của thủ môn Noahet Asmut bên kia ở bên đường biên ngang sau khán đài. Hai pha dứt điểm liên tiếp. Chỉ cần quan sát rồi mới thực hiện một cú tăng ngang. Như vậy là trọng tài đã hồi còi kết thúc hiệp đấu đầu tiên, trận đấu đầu tiên của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 30. Hai bàn thắng của Hà Đức Chinh ở những phút thứ 9 và 23. Quốc gia Singapore không vào. Cú sút vừa rồi là của Nguyễn Trọng Hùng. Vậy đã dùng lượt lần thứ 5 trong trận đấu ngày hôm nay. Như vậy dành cho Hà Đức Chinh và một pha đánh đầu nữa của Hà Đức Chinh. Thủ môn Mohamed một bước trong chân đội tuyển U22 Lý Quang Bảo. Cú sút chân trái không chính xác của số 6 bên phía U22 Việt Nam. Khó chịu nhưng càng chơi thì thủ môn của U23 Brunei càng cho thấy sự chắc chắn. Tấn tài rất nhịp nhàng. Triệu Vũ Hưng. Hoàn toàn có thể hiểu cho quyết định vừa rồi của số 7 đội tuyển U22 Việt Nam. Hai lần liên tiếp có lẽ là hy hữu trong chỉ khoảng một phút thôi. Những cú dứt điểm, một bằng chân trái, một bằng đầu của Triệu Tuấn Hưng, bóng chạm vào xa hàng. Và sau đó một lần nữa, Tuấn Hưng lại thử thách thủ thành Mohamed, khiến thủ môn này đẩy bóng trúng xa hàng một lần nữa. Có quá đông các cầu thủ áo vàng đứng trong vòng cấm địa. Có được cho mình một bàn thắng ở đấu trường SEA Games. Điều có thể bàn thắng hay không? Dứt điểm! Người được xuất hiện trên bảng tỷ số là một cái tên hoàn toàn xứng đáng.
Trọng Hùng. Trọng Hùng, Trọng Hoàng, Trương Việt Hưng. Trong những phút vừa qua đang là những cầu thủ chơi cực kỳ nổi bật. Màn xử lý khéo léo và cực kỳ quyết đoán của số 20 bên phía U22 Việt Nam. Để lên đỉnh bóng kỹ thuật. Một trận đấu rất nhanh của Tiến Dũng. Một khoảng cách khá xa khung thành của Mùa Mét. Và như vậy là trận đấu ra quân của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 30 trước đối thủ U22 đã khép lại. Chúng ta đã có một tình huống như mọi người.